Gần nhà tôi có cặp đôi yêu nhau, nhưng cả hai đều đang đi học, chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Chuyện vỡ lở, cô gái ấy mang bầu, phải cưới chạy. Hôm nọ cô khóc, nước mắt ngắn, nước mắt dài kể tôi nghe. Em báo cho người yêu rồi chị ạ, cả mẹ anh ấy nữa. Giờ em chẳng biết nên làm gì, em rối quá. Chuyện đến nước này rồi thì cưới thôi, ý mẹ anh kia thế nào? Em cứ nghĩ bác sẽ vừa mừng vừa lo, vì cả hai đứa còn non trẻ mà đã có con. Nhưng bác nhắn tin trả lời vỏn vẹn thế này: yêu nhau thì con gái cũng phải biết mà phải giữ gìn thân chứ. Không chịu uống thuốc vào, giờ chửa ra rồi chả cưới. Nghe xong em buồn lắm chị ạ. Bác đay nghiến em cũng được, nhưng em không nỡ bỏ con, mà thế là thất đức lắm. Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Lại khổ nữa rồi, vì người ta đã không ưng thuận ngay từ đầu. Người ta trách con gái không giữ thân, nhưng quên dặn con trai phải giữ mình. Yêu nhau là tự nguyện cả hai, đâu phải chỉ xuất phát từ riêng cô gái ấy. Nếu cả hai đều có biện pháp phòng tránh thì chuyện cũng chẳng đến nước này. Hôm nọ, bé hàng xóm đi sinh nhật bạn về cũng khóc nức nở suốt quãng đường. Gặp tôi chào chị, rồi cúp rụp mặt xuống. Tôi nghĩ chắc là nó gặp chuyện gì rồi nên mới thế. Thường ngày nó hớn hở, toe toét lắm. Tôi hỏi khẽ: sao thế, ai làm gì em à? Em gặp biến thái chị ạ. Em không biết xử lý thế nào vì đột ngột quá. Em có hét lớn ở phố mà mấy người đứng đấy họ chẳng giúp, chỉ xì xào to nhỏ. Ăn mặc như này chẳng gặp mấy thằng đấy. Em mặc váy trễ vai thôi mà, đâu có hớ hênh gì đâu. Nghĩ cũng lạ, người ta vô cảm thật. Thay vì giúp đỡ thì người ta quay sang trách móc con bé ăn mặc này nọ. Kẻ đáng trách là tên biến thái kia cơ mà. Nhớ thời cấp 3, mỗi lần đi học đêm về, tôi cũng phải đeo chiếc ba lô ra đằng trước, mặc áo chống nắng của con trai, trùm kín mít để hạn chế gặp biến thái nhất có thể. Vì có đôi lần, không phải chỉ ban đêm mà cả vào ban ngày, tôi vẫn bị bám đuôi. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, phóng thật nhanh về nhà. Đồng ý rằng các bạn nữ phải biết tự bảo vệ bản thân mình, tìm mọi biện pháp để hạn chế, phòng tránh trường hợp xấu nhất. Nhưng không có nghĩa con trai không cần giữ mình, không cần kiềm chế bản năng. Đừng nhìn phiến diện rồi đổ lỗi về một phía nữa, vì như thế khác gì gián tiếp tiếp tay dung túng cho hành động xấu.